Giá cà phê hôm nay mùng 3 tháng 3, dầu bút ta thấp nhất một tháng qua, gần mốc 2.000 USD mỗi tấn. Giá cà phê hôm nay mùng 3 tháng 3 trong khoảng 38.900 đến 39.500 đồng mỗi kg. Sau nhiều đồn đoán phép chỉ tăng nhẹ lãi suất do khiến thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc, hút dòng vốn từ cà phê khiến giá mặt hàng nông sản này giảm mạnh. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 38.900 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 39.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 39.400 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 39.400 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 39.300 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 39.400 đồng mỗi kg, chưa prong ở Pleiku và Lager dài cùng giá 39.300 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 39.400 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5 năm 2022 giảm 54 USD mỗi tấn ở mức 2030 USD mỗi tấn. Giao tháng 7 năm 2022 giảm 53 USD mỗi tấn ở mức 2002 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2022 giảm 6,8 cent ở mức 229,2 cent LB. Giao tháng 7 năm 2022 giảm 6,35 cent ở mức 228,15 cent Giá cà phê hai sàn tiếp tục giảm sâu. Hiện Robusta đang ở mức thấp nhất một tháng qua trong khi Azabica ở đáy năm tuần qua, sau nhiều đồn đoán phép chỉ tăng nhẹ lãi suất do xung đột Nga Ukraine khiến thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc, hút dòng vốn từ cà phê khiến giá mặt hàng nông sản này giảm mạnh. Sau khi Azabica ở New York có sự hỗ trợ từ Brazil do kỳ lễ hội các nghi vô kéo dài đến thứ tư, đã góp phần vào mối lo nguồn cung thiếu hụt. Với bối cảnh báo cáo tồn kho tại sàn được chứng nhận vẫn quanh quẩn ở mức thấp 22 năm làm giá Azabica tăng nhẹ. Tuy nhiên phiên hôm qua Azabika trượt dốc nhanh theo Zobuta. Với Zobuta, bên cạnh các yếu tố cơ bản như nguồn cung sắp tới hứa hẹn sẽ dồi dào do hai nhà sản xuất lớn Brazil và Indonesia sắp bước vào thu hoạch vụ mùa mới, còn là sự thanh lý vị thế của các quỹ tài chính do họ đang nắm lượng mua dòng rất lớn. Tình hình chiến sự ở Ukraine căng thẳng đã đẩy giá vàng và dầu thô tiếp tục tăng nóng. Nhiều hàng hóa nguyên liệu đã trở nên đắt đỏ khi USDX nối tiếp đà tăng, tiếp tục gây khó khăn cho các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê trong ngắn và trung hạn. Giá tiêu hôm nay mùng 3 tháng 3, giảm 3 ngày liên tiếp, cao nhất 80.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay mùng 3 tháng 3 trong khoảng 77.500 đến 80.000 đồng mỗi kg. Thị trường trong nước đang có ngày suy giảm thứ ba liên tiếp từ đầu tuần. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, Giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng mỗi kg, giảm 1.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng kg đồng kg, giảm 1.500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng mỗi kg, giảm 1.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm mạnh 1.000 đồng ở Tây Nguyên, 1.500 đồng mỗi kg tại các tỉnh Đông Nam Bộ so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường trong nước đang có ngày suy giảm thứ ba liên tiếp trong tuần này. Với vụ mới thu hoạch, tại Tây Nguyên có đá nông là tỉnh thu hái sớm nhất. Anh Phan Đức Lập, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, đá nông cho biết năm nay, hồ tiêu đồng loạt chín sớm hơn so với mọi năm. Bà Hét, ta hồ tiêu trồng trên 10 năm của gia đình đạt gần 9 tấn, với giá 85 không kg vụ hồ tiêu năm nay, gia đình anh thu về hơn 700 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư, còn lại khoảng 400 triệu đồng. Dù giá tiêu đã ở mức có lời, tuy nhiên anh Lập chưa quyết định bán hết mà giữ lại chờ giá tăng thêm, bởi theo anh Lập, mức giá trên đã cho lời xong chi phí vật tư như phân bón, dầu tới nước, liên tục xác lập kỷ lục tăng mới, thu hoạch xong, cần nhiều chi phí để đầu tư lại vườn tiêu, do đó anh Lập chờ giá tiêu tăng thêm chút nữa mới bán giờ chỉ bán một ít để trang trải cuộc sống tâm lý găm hàng ngay đầu mùa cũng là tâm lý chung của các hộ dân khi giá cả đang lao dốc như hiện nay tuy vậy với giá nhân công và vật tư cao như hiện nay nhiều hộ không chữ được buộc phải bán ra để trang trải chi phí dẫu biết thị trường đi xuống mà càng bán ra nhiều thì giá càng giảm thêm nhưng phần vì chi phí phần vì tâm lý khiến nhiều hộ tiếp tục bán mạnh